Này TVIE, tại sao chỗ ấy lại cần có lông? Những khi tắt điện, buông rèm, để sờ mà biết nó nằm ở đâu. Nô ơi, có thuốc gì trị được chứng sợ chuột không mày? Có, thuốc chuột. Này TVIE, đàn bà để tóc dài để làm gì? Để cho đàn ông vuốt. Vậy họ để lông dài để làm gì? Để cho đàn ông liếm. Chào anh thích hàng không lông hay hàng có lông? Tất nhiên là thích hàng có lông. Khi vết mám nó dần dần đầu lưỡi. Phụ nữ như những con đường. Đường càng cong, càng nguy hiểm. Chuẩn. Chào các bạn. Chúc các bạn một ngày may mắn, an lành. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.